Rồi em chào cả nhà nha. Hôm nay em lại tiếp tục có mặt ở Đồng Nai. Em sẽ review bánh bèo bánh bột lọc của cô Hoa Thị gửi đến cô chú anh chị mình nha. Mỗi ngày tay nghề nó mẫu cao ha. Giá nó cũng y vậy hả? Không lên có gì, không có gì thay đổi. Không có gì thay đổi hết. Giá cũng 15-20. Mua bán thịt nha, chị đi xuống mua cho đi. Mua giùm em cây hộp đi nha. Cây hộp khoái hoa. Ôi, quá ngon luôn. 15-20 ngàn. 35 á. Chứ được em đưa chị dự trù 40 đi. Ăn sắp à? Sắp à chị? Thôi 15 ngàn quá ngon ha. Đó bà đưa trước chụp hình rồi. Đó đưa lên trước nè. Đó. Đồ. Hôm nay giờ là mình này đó. Quá ngon. 15-20k. Có mà. 15.000, 20.000 ăn no. Đó, no luôn nha, bảo no luôn. Ngon. Hôm nay thứ bảy mà phải thì thứ bảy chủ nhật thôi. Thứ bảy chủ nhật là ok. Bán nhiều. Áo chứ chợ mình khó rồi, lên đây. Sáng là bán ngay chỗ đó đó hả? Chỗ chủ yếu ngày thứ bảy chủ nhật là khách ăn nhiều. Hết đi rồi. Cũng còn ít chứ đâu có nhiều đâu hả? Cái lâu lắm à. Này mà cái mấy chục hộp à. Lâu lắm. Hay như vậy mà lâu lắm chứ vậy dễ đâu. Dễ ăn ốc bung vàng nó ăn hết rồi đúng không? Dễ ăn là người ta ăn hết rồi. Người ta ăn hết rồi. Dễ quá kiếm được tiền. Ai vừa tính tới rồi là bán gì không? Bữa nay là bán cái đâu luôn, bữa nay là bao nhiêu năm mà ta? Bánh bột lọc cô Hoa Thị này nè, bà ra bà bán nè. Bà hai mấy năm phải không? Ba mấy năm nhưng mà bà bán là nhiêu năm rồi? 10 năm rồi hả? Nhưng ngó nhanh quá hả? Dạ dặn quá hả? Bà nói tay nghề 30 mấy năm rồi, tay nghề coi như của bà 10 năm, 10 mấy năm rồi. Cực kỳ ngon, vô hộp sẵn vậy luôn, bán không kịp luôn. Điện thoại tôi dở đầy quá rồi, ông quay. Phải nói quá ngon ha, 20.000 mà 15.000, cực kỳ ngon luôn cô chú. Mua nguyên có 35.000, hộp đang rẻ chết. Một cây này nhiêu? Cây này 100 cái không? Cây này vô mấy trăm hộp? Cây này 150. 150 hộp hả? Chợ này thứ bảy hả? Thứ bảy mà 8 giờ, 8 giờ rồi. Mới có 7 rưỡi à? Nó bị trắng cái gì đó. Nó bị thiếu á, gọi là thiếu nhựa á. Nó khi mà nó làm bị lỗi đúng không? Thiếu á. Nó để vô nó bán luôn. Mình lỗi chứ chịu thôi, giờ sao giờ? Chịu thôi. Có nào bị nhiều không? Có ngày bị nguyên một lô luôn, nó nằm ở giữa mình đâu có biết đâu. Nhiều quá mình đang đi đổi. Mười lăm k, 20k một hộp bánh bèo bánh bột lọc cô Hoa Thị. Này ra tiền quay 7-5 phút.